Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày thứ tư tại Việt Nam. Thì uh, nếu các bạn nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ đó, hôm nay lại tiếp tục là một màu đỏ đã đỏ liên tục mấy ngày rồi từ khi mà Fed uh, tung như rồi đó có cái lời phát biểu của Jackson Hole à, là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất thì chúng ta thấy được là liên tục mấy ngày thị trường toàn một màu đỏ và chúng ta lại thấy màu đỏ xuất hiện hôm nay tiếp tục nữa nhưng chỉ số lớn như chúng ta nhìn thấy được là chỉ số uh, Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq đó thì đều xuống khoảng chừng là 1% và chúng ta có thể nhìn thấy được hợp đồng tương lai bây giờ thì họ phục nhẹ một chút à, cũng không có gì đáng kể chúng ta nhìn vào Dow Futures hay là S&P Futures hay là Nasdaq Futures thì hồi phục lại khoảng 0.3 0.4 mà thôi sau nhiều ngày là một màu đỏ và chúng ta nhìn vào dầu đó hợp đồng dầu thì ở mức là 92 đồng 28 sen thì coi như cũng không có sự khác biệt nhiều so với lại mấy ngày qua và, và vàng thì cũng tương tự ở mức là 1733 đô cho một ounce vàng cũng không có sự thay đổi nhiều còn về crypto thì sao? Crypto đó thì chúng ta nhìn thấy được là BTC đó thì Bitcoin ở giá bây giờ so với ngày hôm qua thì không có nhiều sự khác biệt. Hồi tối hôm qua đó thường đi ngủ thì lúc đó à, giá cũng tương tự khoảng chừng là 20.300, 20.400 rồi sau đó thường nhớ là giá đẩy lên tới là 20.600 đô rồi hồi sáng này khi mà thức dậy đó thì giá đã đẩy ngược trở xuống dưới à, 20.000 đô khoảng chừng là 19.600 đô, 500 đô gì đó cả ngày hôm nay bây giờ lại đẩy ngược trở lên thì à, nói chung đó, bitcoin cũng khá là dao động và crypto đó cũng khá là dao động à, ngày hôm nay tại vì sao thì chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn nhưng mà có một cái chỉ số hiện bây giờ ra nhiều người vẫn đang quan tâm đến đó chính là cái chỉ số DXY. Đây là cái chỉ số mà so sánh sức mạnh của đồng đô la so với là những đồng khác như là chúng ta nói tới đồng bảng Anh hay là đồng Euro hay đồng đồng Yen thì chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số này đó vẫn tiếp tục ở cái mức cao ở mức là 108 đô tuy chưa có phá cái mức cao 109 cách đây khoảng chừng một tuần nhưng mà bây giờ đó vẫn chưa có dấu hiệu là nguội lại vẫn tiếp tục ở mức cao Chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số này đó Khi mà chúng ta so sánh với lại quá khứ Thì DXY ở mức này là cái mức cao đó Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy được cái mức cao như thế này đó Đã là hè của năm 2002 hồi tháng 7 À, có nghĩa là cách đây 20 năm rồi, 20 năm rồi chúng ta mới thấy được là chỉ số đồng đô la cao như vậy và mỗi lần mà chúng ta thấy được DXY tăng trưởng thì thường thị trường tài chính là một màu đỏ và crypto cũng không có ngoại lệ. Đây vẫn là một cái đề tài mà nhiều người quan tâm đến hiện tại. Khi nào chúng ta mới thấy được là chỉ số DXY nguội lại thì nhiều người hy vọng là hy vọng chúng ta thấy được là chỉ số này sẽ ngồi lại sớm tại vì không có gì tăng mãi và không có gì xuống mãi nhưng mà một trong những điều quan trọng nhất các bạn cần nên hiểu đó là đây là chỉ số mà không phải là chỉ riêng biệt về kinh tế của hoa kỳ hay là đồng đô la mà đây là một chỉ số đo lường với là những cái đồng khác giống như đồng euro thì khi nào mà những ngân hàng trung ương đó đó quyết tâm À, chống lại lạm phát, quyết tâm tăng lãi suất cao thì chúng ta mới thấy được chỉ số này ra giảm xuống. chứ nếu như không thì chúng ta được là phép bây giờ vẫn là một trong những hàng trung ương rất là quyết tâm về cái điều đó chính là chống lại lạm phát. Tôi sẽ chia sẻ thêm một số lời phát biểu ngày hôm nay đến từ Fed và chúng ta tuy là thấy một số những cái thông tin như là chúng ta vẫn tiếp tục thấy là nhiều công ty bây giờ đó là họ sa thải nhân viên và chúng ta cũng thấy là công ty Snap đó thì ra thông báo là họ sẽ sa thải 20% Nhân viên, à, 20% nhân viên không phải là con số nhỏ đối với công ty Snap Tại vì họ cũng là một công ty lớn Thì Snap đó chính là cái công ty mà các bạn biết là có những ứng dụng như là Snapchat mà nhiều bạn cũng sử dụng Thì công ty Snap đó họ sẽ sa thải khoảng chừng là 1.000 nhân viên con số không hề nhỏ và tuy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là thị trường việc làm đó vẫn rất là tốt chúng ta có thể được là sau khi mà snap đó ra thông báo thì uh, cổ phiếu xuống trước khi đóng cửa là xuống khoảng chừng là 2.5% bây giờ đóng cửa là xuống thêm 6.19% hồi nãy giờ thường mới để ý là cái webcam nó không hoạt động các bạn bây giờ thường đã trở lại rồi thì mặc dù là chúng ta vẫn tiếp tục thấy là một số những công ty sa thải nhân viên nhưng mà sự thật dựa theo những thống kê đến từ công ty EDP, công ty biên chế hay là chúng ta đến từ bộ lao động thì vẫn cho thấy được là thị trường việc làm vẫn rất là tốt hiện bây giờ chúng ta có thể thấy được là cái khảo sát gần nhất đó được chia sẻ bởi bộ lao động à, đó chính là tháng 7 đó chúng ta tổng cộng là có 11,2 triệu việc làm mới đang tìm kiếm uh, nhân viên uh, để mà làm về cho những công ty này trong khi mà chúng ta thấy được là thị trường việc làm đó uh, tổng cộng là mức là 5,67 triệu nhân viên có nghĩa là cái số lượng việc làm nhiều gấp đôi cái số lượng người mà đi kiếm việc làm hiện tại có nghĩa là con số mà chúng ta sẽ thấy thứ sáu này đó khi mà bộ uh, lao động đưa ra cái uh, thống kê thất nghiệp ở hoa kỳ thì uh, con số đó thường nghĩ sẽ tiếp tục rất là thấp và nếu như mà cái uh, phần trăm thất nghiệp thấp thì các bạn nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra đó chính là fed lại sẽ tiếp tục có cớ để mà tăng lãi suất mạnh hơn nữa tại vì chúng ta cũng đang nhớ là fed chỉ quan tâm đến hai điều duy nhất mà thôi thứ nhất đó chính là phần trăm thất nghiệp thứ nhì đó chính là phần trăm lạm phát phần trăm thất nghiệp vẫn tốt thì họ sẽ tiếp tục uh, muốn tấn công mạnh thì mà quản lý phần trăm lạm phát và đó chính là điều mà chúng ta nhận được đến từ Fed ngày hôm nay. Thì chúng ta đã thấy được là chủ tịch Fed ở New York đó chính là John Williams. Thì John Williams cũng đã chia sẻ ngày hôm nay đó chính là chúng ta không có lý do gì nghĩ đó là fed sẽ tăng à, tới một thời điểm nào rồi ngưng tăng hay là khi nào thì mới bắt đầu giảm lãi suất à, thật ra không có phần trăm lãi suất ấn định cũng không có ngày ấn định có nghĩa là chúng ta chỉ dựa vào một thông tin duy nhất đó chính là khi nào mà fed cảm thấy được là lạm phát thực sự được quản lý đó thì lúc đó fed mới ngưng tăng lãi suất chứ còn không có phần trăm lãi suất nào gọi là ấn định của fed hết và cũng không có thời gian hiện bây giờ Tôi nghĩ là à, một số người đã hy vọng là qua năm 2023 thì Fed sẽ ngưng tăng hay là giảm xuống mặc dù đó cũng là hy vọng của thuận nhưng mà à, Chủ tịch Fed John Williams một lần nữa đã nhấn mạnh là cái đó là hy vọng của mọi người mà thôi chứ còn Fed bây giờ đã chỉ quan tâm đến là chỉ khi nào thấy phần trăm lạm phát thực sự được quản lý thì lúc đó mới nghĩ tới việc là ngưng tăng lãi suất vì này đã đương nhiên làm cho nhiều người à, lại có cái sự à, bất an hơn và chúng ta thấy được là bây giờ tình hình nó hơi bị đảo như một chút thông tin tốt à, thì trở thành à, thông tin xấu giống như chúng ta thấy được là thông tin liên quan tới việc làm hoa kỳ vẫn tốt thất nghiệp thấp à, thì à, thông tin này đó lại dẫn đến là thị trường một màu đỏ tại vì người ta lại sợ là Fed lại tăng lãi suất thêm nữa và thông tin xấu như là những công ty mà xả nhân viên đó, thì người lại hy vọng là công ty sa thải nhân viên phần trăm thất nghiệp sẽ tăng lên thì Fed sẽ nương tay và không tiếp tục tăng lãi suất nữa nó hơi bị đảo ngược một chút à, nhưng mà cái mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là gần đây đó chiến lược của Fed là gì chiến lược của Fed gần đây đó là tiếp tục nhấn mạnh và nhấn mạnh với mọi người là Fed sẽ không lùi bước trước lạm phát cho đến khi nào lạm phát được giải quyết mới thôi thì tại sao mà chúng ta thấy được là hàng tuần đó Fed đều đưa ra những lời nói tương tự như vậy họ không thấy chán hay sao lúc nào cũng như vậy lúc nào cũng chia sẻ tương tự như vậy tại vì họ muốn nhồi thông tin này vào đầu của những nhà đầu tư họ muốn nhồi thông tin này à, vào đầu của những người à, tiêu dùng ở hoa kỳ tại vì sao tại vì nếu như mà các bạn nghĩ là phần trăm lạm phát sẽ tăng có nghĩa là các bạn à, mua một cái gì đó tháng này các bạn nghĩ là lạm phát sẽ tăng thì à, tháng sau cái vật đó sẽ tăng giá lên giống như là xe sẽ tăng giá lên nhà sẽ tăng giá lên thì các bạn sẽ cảm thấy fomo các bạn muốn đi mua tại vì các bạn sợ là bây giờ không mua đợi đến tháng sau rồi nó tăng giá lại mua với giá cao hơn hay là không thể mua được fed đó muốn mọi người biết là điều đó đừng có nghĩ đến nữa tại vì fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nào giá cả của các mặt hàng hạ xuống mới thôi đó chính là thông điệp của fed tại vì chỉ như vậy đó thì nhiều tiêu dùng mới bắt đầu là ngưng lại họ mới bắt đầu là có một cái nhìn mới về tương lai có nghĩa là thời gian tới đây thì lạm phát sẽ được quản lý những cái mặt hàng sẽ không còn tăng giá chóng mặt nữa không có lý gì mà họ cần phải mua nhà bây giờ không có lý do gì mà họ cần phải mua xe bây giờ vân vân đó là điều mà fed muốn làm hiện tại Tại vì chỉ khi đó thì người tiêu dùng nó mới bớt tiêu dùng lại và khi người tiêu dùng bớt tiêu dùng lại thì làm phát mới thực sự được quản lý. Tại vì Fed chỉ có thể quản lý được nguồn cầu mà thôi, không thể quản lý được nguồn cung. Nguồn cung nghĩa là chúng ta thì được là những công ty đó thì sản xuất bao nhiêu mặt hàng và mặt hàng di chuyển như thế nào thì đó là chuyện của những công ty. Fed không thể nào mà ra lệnh những công ty đó được sản xuất thêm hay là sản xuất bớt. Fed chỉ có thể quản lý phần trăm lãi suất và đưa những thông điệp này để quản lý cái nguồn cầu mà thôi đó đi các bạn nên hiểu ở đây và chúng ta có thể nhìn vào nhiều góc cạnh thì như thường đã chia sẻ với các bạn đó phần trăm lạm phát thực sự đã có cái suy giảm rồi và chúng ta có thể thấy được là những mặt hàng mà ảnh hưởng lớn đến lạm phát như là chúng ta nói tới là xăng dầu đó thì cũng đã có cái xu hướng giảm Ngoại trừ là chúng ta không nói tới Hoa Kỳ mà chúng ta nói tới ở châu Âu Chúng ta thấy được là nước Anh thì bây giờ lạm phát vẫn tiếp tục trên con đường tăng Và chúng ta cũng nhận được nhiều cái thông báo đến từ châu Âu Là chúng ta sẽ thấy được là mùa đông này là một mùa đông khá là đắt giá Tại vì chúng ta thấy được là không những là xăng dầu mà chúng ta nói tới là natural gas Có nghĩa là cái khí gas À, để mà đốt đó, cái khí đốt thì uh, lại tăng giá lên Tiền điện cũng tăng lên luôn Tùy theo là các bạn uh, ở đâu Thì dựa theo nhiều thống kê Như thường cũng từng chia sẻ với các bạn đó Nhiều thống kê cho thấy được là uh, Những cái um, khí giá, giá tăng lên gấp 2, gấp 3 lần Điện cũng như vậy Và cũng một số bạn đó uh, cũng uh, đã cung cấp cho thông tin một số bạn ở nước Ý ở nước Đức mà xem kênh này cũng đã comment bên dưới nói là đúng là cái giá của điện à, hay là cái khí ga sẽ tăng lên à, nhưng mà đối với một người bình thường đó thì họ vẫn chưa có cảm nhận được cái sự tăng đó tại vì tùy theo là các bạn ở đâu ở quốc gia nào giống như ở Đức đi thì sẽ có những cái phần trăm à, tăng ấn định mà thôi chứ không phải là muốn tăng bao nhiêu cũng được à, thì người dân vẫn chưa cảm nhận được nhưng mà thằng nghĩ là từ từ thì cái con số đó nó cũng sẽ tăng lên tiền điện tiền gas cũng sẽ tăng lên à nhưng mà đối với là doanh nghiệp thì sao thằng không biết thằng thấy được là có nhiều người chia sẻ trên twitter đó là những doanh nghiệp nhỏ giống như là những nơi bán bánh hay là nhà hàng đó thì bây giờ họ lại đối đầu với lại tiền điện tăng lên à, tiền sử dụng gas cũng tăng lên à, ảnh hưởng rất lớn đối với lại thu nhập của những cái nơi đó nhưng mà nào mà sống ở châu âu biết thêm hãy comment ở bên dưới chúng ta bây giờ chuyển qua để mà nói tới um, crypto đi thì các bạn thấy được là giá cả của BTC đó đây là biểu đồ của đến giờ thì chúng ta thấy được là từ ngày 26 tới bây giờ 4 ngày qua thì khá là dao động chúng ta đi từ à, khoảng 21.000 xuống tới cái mức thấp nhất đó có nghĩa là ngày 28 tây thì lúc đó xuống còn có 19.500 đô rồi lại tăng ngược trở lên tới 20.570 rồi lại đi xuống hồi sáng này còn có 19.500 rồi bây giờ lại tăng ngược trở lên là 20.369 tôi nghĩ là một trong những lý do tại sao mà giá cả giao động mạnh là đương nhiên một phần là chịu ảnh hưởng đến từ thị trường tài chính nói chung rồi nhưng mà thêm vào đó đó thì uh, thuận nhìn vào tài liệu của crypto khoan thì các bạn thấy được bên trên này đó là có hai cái đường màu trắng và màu xanh thì màu trắng đó chính là giá cả của btc và cái đường màu xanh này đó là đại diện cho cái số lệnh đòn bẩy của btc hiện tại trên những cái sàn Và chúng ta có thể uh, thấy là Tuy những lệnh đầu 7 đã giảm xuống nhiều so với uh, thời kỳ tháng 11 của năm ngoái, chúng ta thấy được là có một số đợt tăng lên như là tháng 3 lại tăng ngược trở lên ở cái mức này. Nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy được là có một cái đợt thanh lý uh, đẩy xuống tháng 5, rồi lại thêm một đợt thanh lý nữa đẩy xuống cái mức thấp uh, ngày 18 tháng 6. Đây là cái đợt thanh lý liên quan đến 3 Arrows Celsius uh, khai phá sản vân vân nhưng mà sau đó thì cũng đã có một số lượng lệnh lại tiếp tục xuất hiện trên những cái sàn nhưng mà nói chung thì cái số lượng lệnh đòn bẩy bây giờ đó là vẫn ở mức thấp so với lại cái t vài tháng nhưng mà ngược lại chúng ta thấy một điều đó chính là số lượng lệnh tuy là vẫn ở mức thấp nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là những lệnh đó đó thì họ sử dụng đòn bẩy bao nhiêu phần trăm thì vẫn rất cao Thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy được là cao nhất à, kể từ tháng 10 của năm 2020 Cái đường màu xanh này đại diện cho là những cái lệnh mà đang mở bây giờ đó Sử dụng bao nhiêu đồng bảy thì rất là cao luôn Chúng ta được là cao nhất à, so với lại cách đây 2 năm Nghĩa là giá cả chỉ cần dao động theo bất cứ một xưa hay nào một chút thôi Thì sẽ dẫn đến nhiều lệnh bị thanh lý Đó cũng là một trong những điều thường nghĩ là ảnh hưởng đến là tại sao mà giá cả cứ đi như tàu lượng sống cho nhiều mấy ngày qua như thế này trong khi mà chúng ta nhìn vào thật sự giá tăng đó là từ 19.500 lên tới 20.500 thì trong phạm 1.000 đô mà thôi. Nhưng mà lại có cái phản ứng rất là nhanh như vậy. Và nếu chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung đó thì giá bây giờ so với ngày hôm qua thì phần lớn cũng không có nhiều của sự khác biệt. Cả thị trường đó chúng ta thấy được uh, là vẫn hơn 1.000 tỷ đô la. Vốn hóa tăng 1.4% cho thị trường này. Uh, BTC thì bây giờ đó là mức là 37.6% của vốn hóa coi như cũng tiếp tục giảm thêm một chút. Ethereum là mức 18.5% vốn hóa của thị trường và chúng ta nhìn thấy được là những đồng lớn đó, thì BTC thì à, mức này thì cũng tương tự như ngày hôm qua tăng 1.1% Ethereum thì à, tăng 3.8% những đồng khác thì cũng tăng một chút mà thôi nói chung cũng không bao giờ là đặc biệt về phương diện giá cả trong vòng 24 giờ qua và thông tin mà lớn nhất trong vòng 24 giờ qua các bạn nghĩ là thông tin gì? Thông tin nào các bạn nghĩ là được chia sẻ khắp nơi trên Twitter à, có hàng nghìn hàng nghìn comment và retweet khắp nơi không có thông tin gì hơn đó chính là thông tin liên quan tới Ethereum Hard Fork để hình này ở đây khoảng chừng 10 giây để các bạn có thể chiêm ngưỡng tại sao mà đây là một cái hình à, mà lại khiến cho cộng đồng mạng của crypto Xung xôn xao từ hôm qua tới bây giờ rồi à, chúng ta sẽ tiếp tục thì cho dù là chúng ta thấy được là mọi thứ bây giờ vẫn chưa có rõ phương hướng Nhưng mà chúng ta đã nhận được một tín hiệu rất tốt ngày hôm nay Các bạn có biết tín hiệu gì không? Đó chính là tín hiệu đến từ Jim Kramer Jim Kramer đó, thuyết ngày hôm nay À, là gì đó chính là jim Cramer kêu gọi mọi người hãy bán hết crypto đi tại vì uh, fed sẽ tiếp tục vùi dập thị trường này cho nên uh, mọi người hãy nên bán hết crypto và các bạn uh, cũng đã biết là jim Cramer nói gì thì uh, các bạn làm ngược lại để tôi sẽ có lợi thì uh, chúng ta được chúng ta lại nhận được một thông tin tốt một tín hiệu tốt đến từ jim Cramer thôi nãy giải nghe bạn một chút thôi Let's go. Yeah. i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got